Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Xã Làng Nhị Thàng, huyện Phong Thổ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nậm Nhùn chủ động các phương án đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong mùa mưa lũ. Cách đây 75 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Cách mạng tháng 8 thành công. Sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân phong kiến, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 75 năm qua, phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc, của sức mạnh Việt Nam, của tinh thần, bản lĩnh, ý chí và sức mạnh trí tuệ Việt Nam. Cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đảng bộ và nhân dân các dân tộc đã và đang phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, để Lai Châu phát triển toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 8, tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B thành phố Thanh Hóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang. Đúng 8 giờ, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã được cử hành trọng thể. Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vô cùng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đoàn chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia đình. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B đường Quang Trung thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại làng Thượng Phúc, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vùng đất địa linh nhân kiệt. Bởi nơi đây là cái nôi của người Việt cổ với nền văn hóa Đông Sơn phát triển rực rỡ. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có bề dày truyền thống văn hiến, lịch sử, được hun đúc giáo dục về truyền thống quật cường của quê hương và dân tộc. Đồng chí Lê Khả Phiêu sớm tiếp thu tinh thần cách mạng và nhiệt huyết yêu nước. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương từ năm 1947,
Tháng 6 năm 1949, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 18 tuổi. Ngày 1 tháng 5 năm 1950, đồng chí Lê Khả Phiêu nhập ngũ trở thành chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thời gian 40 năm ở quân ngũ, đồng chí Lê Khả Phiêu trải qua nhiều chiến trường ác liệt. Đồng chí đã tham gia những mặt trận nổi tiếng như Thượng Lào 1953, Điện Biên Phủ 1954, Mặt trận Trị Thiên 1965, Chiến dịch Mậu Thân 1968. Với những công hiến to lớn, tinh thần dũng cảm, gan dạ, tài thao được thể hiện năng lực lãnh đạo quân đội trên cả hai phương diện, chính trị và quân sự, đồng chí Lê Khả Phiêu đã được Đảng, Nhà nước phong hàm Thượng tướng năm 1992. Tháng 6 năm 1992, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa 7 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 1 năm 1994, tại Hội nghị Toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương, khóa 7, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6 năm 1996, Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã bầu đồng chí Lê Khả Phiêu tiếp tục làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, được cử tham gia Thường vụ Bộ Chính trị, phân công làm Thường trực Bộ Chính trị kiêm Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Ngày 26 tháng 12 năm 1997, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 8, đồng chí được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí đi nhiều địa phương, đến thăm và làm việc với nhiều cấp, nhiều ngành, để lại dấu ấn là người lãnh đạo sâu sát, am tường và quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. Qua nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, điều mà đồng chí Tổng Bí thư lo lắng nhất là những biểu hiện suy thoái của tổ chức Đảng và của cán bộ đảng viên ngày càng nghiêm trọng, làm cho đất nước rơi vào nguy cơ tụt hậu, làm xói mòn, giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng. Theo đồng chí, để hoàn thành trọng trách cao cả của Đảng cầm quyền, để lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, phải cần mở ngay một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta trở thành một Đảng trong sạch, lấy lại niềm tin của nhân dân và đủ sức mạnh lãnh đạo đất nước. Dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ngày 2 tháng 2 năm 1999, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp hội nghị lần thứ 6 lần 2, ra nghị quyết số 10, nghị quyết Trung ương về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tinh thần nghị quyết hội nghị lần thứ 6 lần 2 đã được quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và mỗi đảng viên, làm dấy lên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn, xây dựng góp phần nâng cao sức lãnh đạo của Đảng, nâng cao phẩm chất đạo đức trong cán bộ đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả đưa tinh thần nghị quyết hội nghị Trung ương 6 lần 2 khóa 8 vào cuộc sống, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phát động toàn Đảng, toàn dân tham gia cuộc vận động học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng đạo đức, nhân cách và phong cách của người đảng viên cộng sản. Đồng chí Lê Khả Phiêu quán triệt, học tập, rèn luyện tư tưởng và đạo đức cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, chính trị, về ý chí và hành động trong toàn Đảng, củng cố tăng cường sức mạnh của Đảng về mọi mặt, làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ mới. Nhìn lại thời gian giữ cương vị Tổng Bí thư của đồng chí Lê Khả Phiêu không dài, từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, nhưng đồng chí đã có những đóng góp to lớn, hiệu quả, góp phần quan trọng đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta. Đồng chí Lê Khả Phiêu là con người của hành động, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, những nơi khó khăn ác liệt nhất, mạnh dạn, táo bạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và Nhà nước, luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết. Trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí đã cùng với tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tấm gương người cộng sản mẫu mực, cống hiến hết mình cho đất nước, cho nhân dân của đồng chí Lê Khả Phiêu mãi mãi sáng ngời trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Sự buổi lễ có đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và lãnh đạo Viện Kiểm sát các huyện, thành phố.
Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Quân được bổ nhiệm chức vụ mới. Đồng chí mong muốn với cương vị mới, đồng chí tân viện trưởng tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cơ quan đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, tân viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu đã cảm ơn sự tin tưởng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và toàn thể công chức Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Lai Châu. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, chủ động sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, không ngừng phấn đấu nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tỉnh ủy Lai Châu. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh. Đây là nội dung quan trọng được đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh được tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 8. Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực, nội dung phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy được vai trò tích cực của từng tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Sự phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã trở thành nề nếp, một số nội dung đã có chiều sâu, đảm bảo các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình theo pháp luật và điều lệ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo quy định. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành tốt được các nhiệm vụ chính trị là có sự phối hợp chặt chẽ và quan tâm hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, nếu chúng ta có chính sách hay, có chiến lược tốt, tư tưởng tốt nhưng không triển khai bài bản thì chính sách đó không đến được với người dân, chỉ nằm trên giấy và không khả thi. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội sẽ góp phần đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị thống nhất xây dựng quy chế chung giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể hóa cho phù hợp và tổ chức sơ kết một năm hai lần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính lập đề xuất xây dựng quỹ khởi nghiệp sáng tạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1661 về việc đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống COVID-19. Công văn nêu rõ, trong thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tính đến nay, số lượng người cài đặt ứng dụng còn thấp, trên 33.000 người, chiếm khoảng 7,4% dân số toàn tỉnh. Và để nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, tổ chức, đoàn thể, cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau đây. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bằng nhiều hình thức, đồng thời phát động phong trào vận động nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh có sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng Bluezone theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh tại các văn bản, công văn số 197 ngày 26 tháng 7 năm 2020, công văn số 1569 ngày 4 tháng 8 năm 2020, thông báo số 51 ngày 5 tháng 8 năm 2020, công văn số 1605 ngày 8 tháng 8 năm 2020, đảm bảo tối đa số người có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Các cơ quan đơn vị địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện việc cài đặt ứng dụng Bluezone, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 18 tháng 8 năm 2020. Người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm về tỷ lệ người tham gia cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh thuộc cơ quan đơn vị địa phương mình quản lý. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố.
tập trung đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch và cài đặt ứng dụng Bluezone. Báo cáo kết quả hoạt động, củng cố tổ phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 8 năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, giao nhiệm vụ cụ thể về số lượng, thời lượng các tin bài trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, theo dõi và giám sát. Báo cáo kết quả thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone của các cơ quan đơn vị địa phương về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 8 năm 2020, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền về phòng chống dịch hàng tuần vào nhóm Zalo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ về phòng chống dịch COVID-19 đã được Chính phủ, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo và nhiệm vụ cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay, hầu hết người dân trên địa bàn xã Làn Nhì Thàng, huyện Phong Thổ đã chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tại khu chợ bản Cung Mù Phìn, xã Làn Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, qua ghi nhận cho thấy đa số người dân bán hàng đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Cùng với đó, được sự khuyến cáo của cơ quan y tế, người dân ở nơi đây cũng đã thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, rửa tay bằng nước sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng không đi đâu mấy, chỉ con cháu thì nó chỉ đi làm đường thôi. Nhưng mà đi đâu, đi chợ, đi đâu đó phải đeo khẩu trang. Bây giờ là cái COVID-19... ở đợt gọi là đợt 2 bây giờ là rất là mạnh, lây lan là mạnh thì chúng tôi cũng cùng phối hợp với các 3.000 đoàn thể ở bản thì tuyên truyền với bà con thì phải đeo khẩu trang. Thứ hai là đeo khẩu trang. Thứ nhất là đeo khẩu trang, thứ hai là nó không thể ra ngoài vì không có lý do gì, không đi xa nữa. Nếu không có lý do chính đáng thì không phải ra ngoài nữa thì mình cũng phải ở nhà. Để đảm bảo mọi người dân khi ra nơi công cộng đều thực hiện đeo khẩu trang, hiện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, xã Làn Nhì Thàng đã phân công các thành viên phối hợp cùng với cơ quan y tế đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách. Xã cũng đã chỉ đạo các thành viên là đi kiểm tra, tuyên truyền cho bà con nhân dân về thực hiện cái biện pháp đeo khẩu trang tại nơi công cộng cũng như đi ra ngoài và cũng triển khai cho nhân dân là hạn chế đi lại và các cái đối tượng ra vào trong bản là phải khai báo y tế và kiểm tra đo thân nhiệt trước khi vào bản. Thiết nghĩ việc đeo khẩu trang khi đi ra đường tới nơi công cộng là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay để ngăn ngừa dịch COVID-19. Vì thế mỗi người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, đảm bảo an toàn sức khỏe, chung tay cùng với cả cộng đồng, xã hội đẩy lùi dịch COVID-19. Hội đồng Nhân dân huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ 2016-2020 đã tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp bất thường, để bầu và bãi nhiệm một số chức danh theo thẩm quyền. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Lê Thành Dương, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đối với bà Lý Thị Na. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện ủy, đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thực hiện tốt các nội dung của kỳ họp. Đối với các đồng chí được bầu giữ các chức vụ mới cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát với cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2020, chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Nhùn vừa tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu tháng 8. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2020, chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Nhùn vừa tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 8. Trong chương trình sinh hoạt chi bộ tháng 8, các đồng chí đảng viên trong chi bộ sẽ được thông tin tình hình chính trị trong và ngoài tỉnh, thực hiện các nội dung về sinh hoạt chính trị tư tưởng, đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020, tổng kết công tác đại hội chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong thời gian qua, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn ổn định, yên tâm công tác, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Cán bộ đảng viên tiếp tục được tuyên truyền, học tập, quán triệt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản mới của Đảng, công tác đại hội chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được chuẩn bị chú đáo và diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 5 tháng 5 năm 2020. Trong tháng 8, chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Nhùn sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chú trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục xây dựng chi bộ ngày một trong sạch vững mạnh.
Thưa quý vị, Trung tâm Khuyến Công, Sở Công Thương vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ba Thần, huyện Sìn Hồ, tổ chức phát động tuyên truyền vận động các hộ dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tham gia buổi tuyên truyền, 50 đại biểu đại diện cho các hộ dân ở bản An Tần 3, xã Ba Thần, huyện Sìn Hồ đã được tuyên truyền hướng dẫn, tư vấn cách mua sắm, sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, như mua sắm tủ lạnh, nồi cơm điện, điều hòa phù hợp với số lượng người sử dụng, diện tích phòng ở, tư vấn thay thế các bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm điện như đèn LED, compact, lắp đặt và sử dụng bình năng lượng mặt trời thay thế cho bình nóng lạnh sử dụng điện. Qua đó đã trang bị cho bà con những kiến thức, kỹ năng cơ bản để sử dụng các thiết bị điện trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả. Nhân dịp này, Trung tâm Khuyến Công Sở Công Thương đã trao tặng 50 bóng đèn LED tiết kiệm điện cho các hộ dân tại bản An Tần 3. Mới đây, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm hai huyện là Nậm Nhùn và Mường Tè xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi với số lượng tiêu hủy phát sinh trong tháng 8 là hơn 260 con, có trọng lượng gần 12.400 kg. Cùng với đó, tỉnh đã có một địa phương là thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, tính đến nay, dịch bệnh còn xuất hiện tại 146 hộ, 60 bản, 22 xã phường của 6 trên 8 huyện thành phố. Hiện ngành chuyên môn đang phối hợp với các huyện thành phố tổ chức lấy mẫu để chẩn đoán phát hiện mầm bệnh, tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân tại các ổ dịch mới phát sinh và hướng dẫn hộ chăn nuôi triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế các xã khu vực biên giới, huyện Mường Tè đã vận dụng linh hoạt các nguồn lực với tổng kinh phí bố trí thực hiện là trên 453 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trực tiếp thực hiện kế hoạch là 7,2 tỷ đồng, vốn lồng ghép là gần 446 triệu đồng. Nhiều nguồn lực đầu tư đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của các xã biên giới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng một người một năm, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân trên 5%. Tỷ lệ che phủ rừng gần 71%, bình quân đạt 14 tiêu chí nông thôn mới trên một xã. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 9,9% trên một năm, vượt 4,5% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đến nay, hệ thống đường giao thông nông thôn toàn tỉnh có tổng chiều dài hơn 5.200 km, trong đó đường xã có trên 2.700 km, đã cứng hóa được hơn 1.100 km, đường dân sinh và đường sản xuất gần 2.500 km, cứng hóa được gần 900 km. Điều kiện thuận lợi trong thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh là đã lãnh chỉ đạo, cũng như là ngành giao thông xác định điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội chính là hạ tầng giao thông phải được đầu tư đồng bộ. Do đó, ngân sách của tỉnh còn khó khăn nhưng hàng năm vẫn ưu tiên bố trí nguồn vốn khá lớn hỗ trợ xi măng để bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường mang tính kết nối vùng đã được đầu tư nâng cấp mở rộng đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến thời điểm này, huyện Nậm Nhùn đã tập trung triển khai trồng sạm diện tích trồng rừng thay thế các năm 2016-2017 được 154 ha tại các xã Mường Mô, Nậm Hàng và thị trấn Nậm Nhùn. Bên cạnh việc trồng và chăm sóc diện tích rừng trồng sạm, Ủy ban Nhân dân huyện cũng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Thưa quý vị, từ đêm qua ngày 13 tháng 8, do ảnh hưởng của dạng áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m, nên tỉnh Lai Châu có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa đo được sau 19 giờ ngày 13 tháng 8 đến 13 giờ ngày 14 tháng 8, phổ biến từ 15 đến 57 mm, riêng Nậm Tằm 97 mm. Dự báo đêm nay, ngày 14 tháng 8 và ngày mai, ngày 15 tháng 8, dạng áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m tiếp tục hoạt động mạnh, nên tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, mưa vừa rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 20 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 18 và 19 tháng 8. Vì vậy, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thưa quý vị, với đặc thù địa hình chia cắt, nhiều đồi núi và sông suối, nên các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Nậm Nhùn dễ xảy ra sạt lở, ách tắc, mất an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Và trước thực tế đó, huyện Nậm Nhùn đã xây dựng những phương án cụ thể đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong mùa mưa lũ. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với chiều dài hơn 40 km, tuyến đường Nậm Manh – Hủy Lĩnh phục vụ đi lại của người dân hai bản Hủy Chát – Nậm Nam, xã Nậm Manh và ba bản là Hủy Mắn – Hủy Lĩnh – Nậm Trà, xã Nậm Trà. Là tuyến đường mới mở, từ đầu mùa mưa cho đến nay trên tuyến xuất hiện nhiều điểm sạt lở, trong đó thì có 4 điểm sạt lở phần ta luy âm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an toàn giao thông. Nhờ có sự chuẩn bị tốt nên các điểm sạt lở đều được doanh nghiệp thi công khắc phục sớm, đảm bảo việc đi lại của người dân không bị gián đoạn. Bên công ty chúng tôi thì cũng chuẩn bị được giao là máy móc và nhân lực, thì chúng tôi sẽ dồn toàn bộ nhân lực và máy móc khi cần thiết nhất và lúc nào cũng có sẵn trực chiến 24/24 và các đồng chí trực chiến ở đấy để khi xảy ra mưa lũ là sẽ huy động nhân lực và để đảm bảo giao thông cho bà con thông suốt và không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng con người và thông suốt xe cộ. Hiện nay, huyện Nậm Nhùn có trên 435 km đường giao thông, bao gồm trên 110 km đường từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã, 297 km đường liên xã, bản. Do đặc điểm địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt, nhiều đèo dốc nên các tuyến đường trên địa bàn của huyện dễ xảy ra sạt sụt, ách tắc, gây mất an toàn trong mùa mưa lũ. Để chủ động sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra trong mùa mưa lũ, huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo các đơn vị thi công và các xã thị trấn chủ động xây dựng phương án, bố trí nhân lực máy móc theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với tuyến đường ô tô đến các bản, nếu bị sạt lở, ách tắc, phải huy động lực lượng để thông tuyến tạm cho người dân, đi bộ, xe máy. Riêng trong mùa mưa năm nay, các đơn vị thi công ở trên địa bàn huyện đã chủ động chuẩn bị hơn 1.000 mét khối đá hộc, 500 giỏ sắt, các phương tiện vận tải máy móc thường trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ. Xác định là năm 2020 thì là cái diễn biến thời tiết rất là bất thường. Là chúng tôi đã tham mưu Ủy ban huyện xây dựng cái kế hoạch đảm bảo thông ngay từ đầu năm. Thứ nhất, thứ hai nữa là trong cái kế hoạch thì cũng đã phân công phân nhiệm rõ ràng các cái cơ quan đơn vị, ủy ban các xã thị trấn. Trong đó thì đặc biệt chú trọng với các cái tuyến đường huyện mà thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Ví dụ như cái tuyến đường đến các cái đường đến xã Nậm Trà này, đường đến các cái bản vùng cao của xã Nậm Pì, đến một số cái tuyến đường mở mới như các cái tuyến đường của Hô Bùm. Thì đối với các tuyến đường huyện thì báo cáo chí là chúng tôi đã có máy trực 24/24 và có cái thông báo phân công trực của cơ quan 24/24 thông tin kịp thời. Đối với các cái tuyến đường đến huyện thì sẽ nếu có tình huống xảy ra thì chúng tôi sẽ thông tuyến ngay lập tức. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự chủ động của các đơn vị, doanh nghiệp, tin rằng giao thông trên các tuyến đường huyện Nậm Nhùn sẽ được đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân. Những năm qua, huyện Mường Tè đã triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 30A-135. Quả đó đã giúp người dân được thụ hưởng vươn lên phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự, mời quý vị cùng theo dõi. Thông qua dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 30A-135, từ năm 2017 đến nay, huyện Mường Tè đã phân bổ trên 3,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân giống cây ăn quả ổn đới, hỗ trợ 262 máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy tuốt lúa, máy cày, máy sát. Đối với các dự án chăn nuôi, huyện đã triển khai hỗ trợ cho bà con 15 con trâu, 20 con bò. Nhờ có chương trình dự án hỗ trợ sản xuất mà đời sống của đồng bào các dân tộc đã có sự đổi thay rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm. Theo cái chương trình 135 và 30A ấy, trên địa bàn xã Cao Lăng chúng tôi là năm vừa qua thì được đầu tư hỗ trợ cả hai dự án. Thứ nhất là về chương trình 135 thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bà con về giống cây xoài mà chúng tôi hỗ trợ tập trung cho một bản Cao Lăng với diện tích là 39 ha là về cái vấn đề nhận thức công tác bảo vệ và chăm sóc cho cây trồng cho đến bây giờ dân có cái ý thức và trách nhiệm rất cao. Còn cái chương trình 30A năm vừa qua chúng tôi sẽ hỗ trợ cho 40 con bò tập trung cho bản Nhù Thê thì về vấn đề ý thức và chăm sóc bảo vệ cho đàn bò của ở bản Nhù Thê cho đến bây giờ là hiệu quả mà cái ý thức của nhân dân rất cao.
Có thể thấy, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 30A-135 được triển khai dân chủ, đúng đối tượng, theo nhu cầu nguyện vọng của người dân nên đã mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua các dự án trên, người dân đã thay đổi được nhận thức về phương thức sản xuất mới trong phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là người dân đã biết lựa chọn giống cây trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để phát triển, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thì trong đó là phòng tham mưu cho ban huyện tổ chức triển khai cái chương trình 30A-135 và đồng thời là gắn với cái chương trình xây dựng mới. Thì hiện nay là các chương trình mục tiêu đã được triển khai trên bàn huyện, thì trong đó thì trồng một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như là sa nhân tím, cây ăn quả ôn đới và một số cây trồng dưới tán rừng như cây diệp. Thế đến thời điểm hiện tại thì đã triển khai thực hiện được 665 hectare cho 740 hộ trên bản huyện. Và đồng thời đó thì phòng đã hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ. Để dự án hỗ trợ sản xuất, chương trình 135, chương trình 30A triển khai ở địa phương phát huy được tối đa hiệu quả, bền vững. Trong thời gian tới, huyện Mường Tè cũng đề ra một số giải pháp như là tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo, các bản đặc biệt khó khăn trong phát triển kinh tế lâm nghiệp và phát triển ngành nghề, hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ lãi suất, vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thú y, phòng dịch để tạo cơ hội cho người nghèo ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, quy hoạch sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh với những cây trồng vật nuôi có lợi thế, có điều kiện phát triển theo tiêu chí nông thôn mới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.